Còn nó là khóc cặn thôi, có gì đâu. Con này làm gì khác? À, Bình con nhỏ nhà Trường có bệnh. Chị có trực tiếp ở con mình luôn nè. Chị đang coi trực tiếp luôn nè. Phản ứng gì không để cho mẹ biết con kìa. Đau đi. Không, chị hủa là mới thấy đau á. Đừng có hủa là hay đau. Làm gì đau? Dạ. Dạ kia chuyển mà. À thôi. Sao hai hai chị xuống làm nè. Dạ. Lát thằng Bay xuống bán qua để cho sách về coi hỉ. Lát thằng Bay xuống bán qua cho sách về coi hỉ. Da mà không phải banh đó phải. Cái sáng quá không? Được, thấy vàng đấy. Đây là gì? Lấy biểu chỉ ngày 10 triệu chỉ đi mua 20 triệu. Rồi.
Ủa đó hả? Cái thầy dưới này đủ ánh sáng rồi. Cô nạp bụng nghe như cô phí này. Mấy giờ rồi mấy đứa? 4 giờ hả? Thank you.